Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng mở nhiều đợt cao điểm chuyên đề tổng kiểm tra, xử lý người đi mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về trật tự giao thông. Tuy nhiên, đến nay, các vi phạm liên quan đến người đi mô tô, xe gắn máy vẫn chưa được kiểm soát. Nhiều vụ tai nạn do người đi mô tô, xe gắn máy thiếu ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Tại khu phố 1, Thúy Sơn, thị trấn Ngọc Lạc, dù chưa đến 30 phút lập chốt, thế nhưng tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện Ngọc Lạc đã phát hiện 6 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về trật tự giao thông. Điều 6 Luật Giao thông Đường bộ quy định, những người đủ 16 tuổi mới được điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối. Thế nhưng, khi tổ công tác dừng xe kiểm tra, rất nhiều học sinh chưa đủ 16 tuổi vẫn điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối tham gia giao thông. Xe này là của anh cháu à. Tại hôm nay xe điện của cháu bị thủng nên cháu mới phải đi xe này thôi. Theo tổng hợp của lực lượng chức năng, trong quý 1 năm 2024, tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy chiếm tới trên 82,1% số vụ, 89,8% số người chết và 97,7% số người bị thương. Nguyên nhân chính khiến tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy xảy ra nhiều là do ý thức chấp hành pháp luật trật tự giao thông của một bộ phận không nhỏ người điều khiển mô tô, xe gắn máy còn hạn chế. Nhiều gia đình dù biết luật quy định người đủ 16 tuổi mới được điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối và từ 18 tuổi trở lên mới được điều khiển xe máy, xe mô tô, hai bánh có dung tích xi lanh trên 50 phân khối, nhưng vẫn giao phương tiện cho con em mình tự điều khiển tham gia giao thông. Cháu đi xe này 2 năm, bố mẹ mua cháu từ năm 13 tuổi. Do một phần là chưa được học qua đào tạo qua cái giấy phép lái xe, một phần là các cháu cũng chưa có kỹ năng là lái xe. Thì cái xe đó là bây giờ cái phương tiện đó là tham gia giao thông cũng rất nhiều. Cái xe dưới 50 phân khối thì theo quy định thì không phải học bằng lái xe. Thì cái đó cũng là một cái phần là cái nguyên nhân dẫn đến cái tai nạn giao thông. Tính đến cuối năm 2023, Thanh Hóa có khoảng hơn 2 triệu xe mô tô, hơn 185.000 xe máy điện và gần 160.000 xe ô tô. Những tháng đầu năm 2024, số phương tiện này tiếp tục tăng cao, trong khi hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng được sự gia tăng của phương tiện. Do đó, nếu người đi mô tô, xe gắn máy không tự giác nâng cao ý thức, chấp hành các quy định về trật tự giao thông, thì tình hình tai nạn giao thông sẽ khó được kéo giảm.